Hello, xin chào toàn thể cả nhà nha. Thì hôm nay cả nhà thì hiện tại bây giờ cũng đã gần 12 giờ rồi. Thì nói chung thì video hôm trước á, mình đăng về cái việc mà cái nồi cơm điện mình bị dở luôn cả nhà. Thì khá là nhiều anh chị comment là thế nào nó cũng là cơm của nó bị thiêu. Thì thật chắc là ngày hôm sau cơm bị thiêu cả nhà. Nhưng hôm nay á, mình cũng đợi chờ, cũng quan sát camera để chờ xem có những hiện tượng gì hay không, để trích sức camera để đăng lên cho người xem á. Thì hôm nay thì mình thấy không có gì hết á, thì bây giờ mình sẽ đi quay. Thì cũng có nhiều bạn comment nói là camera an ninh có thể thấy ma này nọ. Thì mọi người lộn, camera là hồng ngoại chứ, thì video mọi người xem mà camera mà hình trắng đen đó, camera hồng ngoại đó. Có nhiều bạn không biết camera hồng ngoại là gì, cái comment này nọ đồ kêu mua kêu kiếm camera hồng ngoại. Thật chất bây giờ mình cũng đang tìm một cái camera hồng có thể quay được hồng ngoại đi hành trình đó, nhưng mà mình không biết nó là loại máy gì, cũng như không biết là giá tiền bao nhiêu có thể mua hay là không. Thì mình cũng khó tìm loại máy đó cả nhà, mình không biết cái loại máy nào có thể quay camera hồng ngoại, với lại có thể chống rung để quay cho nó rõ ràng người xem á. Thì hôm nay thì theo mình thấy trong nhà hiện tại giờ là hôm nay thì không có gì bất thường hết, nên mình sẽ không trích xuất camera. Và hôm nay mình sẽ quyết định nào đi qua căn nhà mà lần trước mình quay cái nhà, thì căn nhà mà gần 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 nhà mình luôn nè, thì cũng gần khung cái đĩa luôn nè. Thì lần trước mình quay cũng có khá là nhiều hiện tượng mạnh nha chỗ đó, thì hôm nay mình quyết định sẽ quay ở đó như thế nha. Bên đây là khu lẻ, phía bên đây cũng có khu mộ, phía bên đây cũng có khu mộ nè, ở xung quanh đây cũng toàn là mộ. Thôi cái bị ở đây ta. Nhưng chứ cái bị ở nằm đây. Cái bị nằm chỗ khác nên nằm đây. Cái màn này nó kéo lại luôn nè, có nào nhỉ? Chắc có người vô đây kéo lại á. Cái gì vậy trời? Cái gì trên đó? Cái chuột hay gì đó? Chuẩn bị đồ nha. Rồi cả nhà ơi, thì mình đã thắp nến này sẵn hết ra rồi. Thì hôm nay mình có mua cục xôi cúng
cái lần trước mình thấy có hiện tượng là theo nay một cục xoay cúng ba lá bùa và một cái thuốc cái trong nhà tiếng động nhiều quá ta. Nãy giờ mình ngồi đây nghe tiếng động hoài luôn đó nha. Đâu coi. Mình thấy đâu có gió đâu mà thôi. Ok, kệ đi. Bây giờ mình thắp hương, đốt bùa, đốt nhang, đốt tốt hút rồi đi ra. Hôm nay thì mình ở trong căn nhà mình có mặc quần dài, mặc quần sọt. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha. Mình thấy nhiều âm thanh quá thì mình canh phản tàn nước hút mình vô.
Đi tắt cái đèn cày ra. Lại nhìn nè, cái gói xôi lúc nãy mình cúng á là có xôi này nó còn mới mà. Sao bị hôi dữ ta, giống như bị thiêu cả nhà. Thôi Phật ơi, gói xôi này mới mua lúc chiều mà lúc nãy mình cúng á, mình bỏ bọc kính lắm, đâu có hơi gió đâu. Với lại lúc nãy mình cúng là mình có ngửi rồi, nó không có hôi. Sao giờ những hôi rình nữa ta. Bị thiêu rồi đó nha, cái bánh cái lộn nó xôi mới cũng đây thiêu rồi nè. Trời 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 trời, hơi gần nè mọi người, hơi gần nè. Mà biết trong này giờ có cái gì hay không cả nhà, mà mình nghe rất là nhiều tiếng động. Sao cái này vô đây hết nghe, mà cái bánh này bị thích. Gói xôi bị thiêu rồi. Hôm nay cái màn này không bị vậy, không biết có cái gì hay không nữa. Ok, mày ta thu dọn cả nhà. Cái nhà thì hôm nay thì mình không biết là có hiện tượng gì là không, nhưng mà mình thấy mình nghe ở trong nhà nó khá là nhiều tiếng động lạ, mà hồi cái trước hồi cái sau mà hồi cái đường ngày kia sụt sạc còn sạc hoặc là tiếng rất là kỳ lạ. Và đặc biệt là hôm nay cái gói xôi mình mới vừa cúng cả nhà thì khoảng tầm mười mấy phút, nhưng mà mình khi đảo vô là gói xôi bị thiêu rồi. Mình thấy rất là lạ mọi người. Nếu mà thiêu là lâu rồi, chứ đâu phải đợi một mấy phút mà nó mới thiêu. Điều đó khó là khó tin. Khi bình thường ta nói là người âm mà ăn thì nó sẽ thiêu thôi. Mình thấy nó giống như nhớt nhớt ở trong cái xôi hay sao. Thì ok, thì có lẽ mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Chào mọi người, hẹn mọi người vào một clip tiếp theo. Chúc mọi người buổi tối cho vui vẻ, cho hạnh phúc nha. Bye mọi người.